Running Man, Kendrick thả thính ngập trời với Lan Ngọc, tuyên bố bất ngờ về mối quan hệ của cả hai. Trở lại Running Man Việt Nam, Kendrick trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của tất cả các thành viên trừ Lan Ngọc. Kendrick quyết tâm bảo vệ Lan Ngọc. Vắng mặt trong vài tập vừa qua, Kendrick bất ngờ trở lại với chặng đua cuối cùng mang theo vai trò mới quản trò. Từ đây anh chàng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của tất cả các thành viên trừ Lan Ngọc. Với lời tuyên bố, em là vợ anh sẽ được sống tới cuối cùng, Kendrick liên tục ưu ái công khai cho Lan Ngọc. Khi nàng nấc chậm chân chưa kịp di chuyển, quản trò còn hướng dẫn cho cô nàng nên đi hướng nào, thậm chí thỏa thuận. Giờ anh quay mặt không nhìn đó, em muốn đi hướng nào thì đi đi. Đối với các thành viên khác, Kendrick sân soi để mắt không trời hòng bắt quả tang họ di chuyển, thì khi nhìn thấy Lan Ngọc, chàng non lại mỉm cười ẩn ý rồi bỏ đi. Đúng như lời hứa, Lan Ngọc đã sống tới cuối cùng trong trò chơi búp bê tập đi cùng Kendrick. Ngược lại, mặc dù dở đủ chiêu trò gian manh, nhưng Ngô Kiến Huy, Trường Giang, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh cũng đều thất bại trước con mắt tin tưởng của chàng rapper. Dựa vào kết quả này, số bản tên bị mất đi của các cast cũng được định đoạt. Là kẻ mạnh nhất, Trương Thế Vinh vô tình trở thành người thiệt thòi với số bản tên bị mất đi nhiều nhất. Đồng thời, các cast khác cũng nhâm nhẹ ý định hợp sức để loại phoi biển đầu tiên khiến anh phải hoảng hốt. Cũng nhờ sự trở lại của Kendrick, Ngô Kiến Huy bỗng có đối thủ. Trong phần chơi tiếp theo, hai anh chàng liên tục phá đám nhau khi đang vận chuyển hộp. Sau nhiều lần thật thà nhận cái kết đắng, Kendrick đã biết cách lương lẹo khi không chỉ chơi gian mà còn chủ động chọc phá các cách khác, đặc biệt là Ngô Kiến Huy. Cuộc thi đấu vật bỗng thành vặt lông gà. Theo thứ tự bốc thăm, đội Trường Giang, Trương Thế Vinh, Kendrick, Lan Ngọc ở thế phòng thủ trong cuộc đấu đầu tiên, họ không được quyền xé bản tên đối thủ mà chỉ có thể chạy trốn. Xui xẻo thay, Lan Ngọc lại chính là người đầu tiên mở đầu trận chiến. Cô nàng dễ dàng lọt vào móng vuốt của bé Bỉnh, hết bị nhấc bổng lên lại kéo lê trên sàn. Chứng kiến cảnh tượng này, dù chỉ 100 giây thôi cũng khiến Kendrick xót xa ngàn lần. Anh chàng liên tục đứng ngoài yêu cầu bé Bỉnh hãy nhẹ tay với vợ của mình, nhưng cái kết, Lan Ngọc vẫn bị vặt lông gà tơi tả. Xông vào cứu vợ chưa được bao lâu, cặp vợ chồng non nớt lại tiếp tục bị Song Thỏ và bé Bỉnh đè không thương tiếc. Trong trò chơi này, anh già Trường Giang may mắn khi chạy thoát, nhưng Trương Thế Vinh lại trở thành đối tượng bị săn đuổi. Đây cũng là lần đầu tiên phoi biển phải hốt hoảng thất thanh kêu cứu, mong nhận được sự giải vây từ đồng đội, nhưng không sức lực nào có thể ngăn cản đội tấn công. Hoa săn mồi Thúy Ngân vẫn giữ mối oan gia ngõ hẹp với Kendrick, cô nàng quyết tâm vặt trụi lòng chàng rapper. Ngoài ra, Thúy Ngân cũng không tha cho người chị thân thiết Lan Ngọc của mình. Kết thúc 400 giây, sàn đấu đầy những bản tên bị xé, còn cả hai đội chính thức tơi tả trợ trả, xỉu úp xỉu đau. Tập cuối Running Man Việt Nam chơi lại chạy phát sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2022 trên kênh HTV7.